Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cứ Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với một cái người kẻ thù rất là độc địa của bà Nguyễn Phương Hằng. Cái cô này thì chuyên môn dựng chuyện xuyên tạc rồi xỉa xói bên phía Đại Nam, bên phía cô Hằng Chú Dũng, nhưng mà từ đầu tới giờ chúng ta thấy rất là nhiều lần cô đã dựng chuyện hoàn toàn bịa đặt ra những cái câu chuyện để làm mất uy tín bên phía Đại Nam, bên phía cô Hằng, bên phía Chú Dũng. Và gần đây đó thì cô này cổ lại đấu đá với lại Lạc Phong và Điền Võ. Tuy nhiên thì những thông tin cô này đưa ra thì thật sự là làm nhiều người bó tay. Bó tay không phải vì cổ đúng, mà tại vì cổ nói ngang, thậm chí là cổ đưa những thông tin hoàn toàn sai lệch, nhưng mà cổ vẫn rất là mạnh mồm theo cái kiểu rất là lương lẹo. Và mới đây thì cổ tiếp tục làm một cái video clip mà theo mình thấy thì cổ đã vi phạm pháp luật, thậm chí là rất là nghiêm trọng luôn, bởi vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của con người. Đây thì cả nhà nghe một đoạn cổ nói đi thì mình sẽ dẫn chứng là cổ vi phạm chỗ nào ha. Đây, để mình bắt một đoạn cho cả nhà nghe. Kính chào quý vị khán giả xem tin. Hôm nay Đinh Lan làm clip, tại vì hôm qua Đinh Lan vẫn thi cái môn thi rất là quan trọng, đó là môn Đông Dương. Nó là một trong những cái môn để được xét điểm để đưa đi lên liên thông, lên đại học y học cổ truyền. Tại vì có ba môn lên liên thông lên, đó là môn Đông Dương, là trong mấy trăm cái vị thuốc á, mình buộc phải trời ơi, học thuốc, học cái gì, học liên thông mà học có mấy trăm vị thuốc là tôi thua rồi, đúng không? Rất là nhiều vị thuốc Lan ơi, Lan nói vậy là hỏng rồi, hỏng kiến thức rồi. Học thì có mấy trăm, quá bèo, là cả ngàn vị thuốc chứ ở đó mà mấy trăm. Ra những cái câu là bao nhiêu vị thuốc và tính năng là gì, rồi ra cái bài thuốc nghiệm phương. Đó, bài thuốc cổ phương thì tất cả những sinh viên của chúng tôi đều được dạy như nhau. 400 bài thuốc cổ phương hay nhất đều dạy như nhau. Cho nên là khi cô Đinh Lan cung cấp ở trên mạng là bài thuốc cổ phương. Còn khi Đinh Lan cho toa cho bệnh nhân là Đinh Lan cho cái bài thuốc là nghiệm phương. Bài thuốc đấy, chỗ này nè, vi phạm chỗ này nè. Cả nhà nghe chính miệng câu này có nói là cổ cho to. Với một cái người mà đang học như vậy đó, thì cái tư cách pháp nhân gì mà cổ dám cho to, dám ra to thuốc cho người ta, đúng không cả nhà? Một cái người, người ta đã ra trường rồi, người ta có tấm bằng trong tay rồi, vẫn chưa có thể nào mà kê to được. Bởi vì á, khi mà kê to á, là anh phải có chứng chỉ hành nghề, anh phải đang thực hành, hoặc là anh đang làm việc ở một cái cơ sở y tế nào đó, chứ đâu phải khi không muốn kê to ai là kê to. Quy định rất là rõ ràng nha cả nhà, pháp luật quy định đàng hoàng luôn. Đây, để mình mở lên cho cả nhà nghe. Cái này là tất cả những ai mà hành nghề y dược đều được học cái môn này nha, cái môn quản lý nè, quản lý bệnh cơ sở y tế rồi đó, là phải học rất là kỹ. Đây, ở đây người ta quy định theo cái thông tư số 1 năm 2016 của Bộ Y tế, nói rất rõ đó, là cái người mà kê đơn thuốc thì phải đang hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp, đúng không? Đây là mình nói về y học cổ truyền nha. Còn ở những cái lĩnh vực khác như là y hay là dược đó thì cũng cần tương tự vậy, nhưng mà mình nói riêng về y học cổ truyền là theo thông tư số 01 trên 2016 của Bộ Y tế á, là người kê đơn thuốc phải đang hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp, có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh thì mới được kê đơn bốc thuốc. Quan trọng nha. Rồi thêm cái nữa đó, ở cái thông tư này thì quy định rất là nhiều, nhưng mà về cơ bản á, là phải có chứng chỉ hành nghề, phải làm việc cho một cái cơ sở y tế. Thứ hai nữa, nếu ai mà kiểu như là chưa có chứng chỉ hành nghề mà dám bốc thuốc, dám kê to thì sẽ bị phạt. Phạt rất là nặng nghe cả nhà, chứ không ít đâu. Mà người ta có bằng rồi đó, có bằng mà người ta chưa có chứng chỉ hành nghề thì đã vi phạm rồi. Còn trong khi cô này đang học thì lấy tư cách pháp nhân gì mà để kê to cho người ta, đó là vi phạm pháp luật chứ không có đơn giản. Đây, ở đây mình thấy có cái quy định rõ ràng theo nè, đây theo khoản 2 điều 52 nghị định 117 trên 2020 của chính phủ, theo khoản 2 điểm B là người ta tô đậm lên cái chỗ này rất là quan trọng, đó là hành nghề y dược mà không có chứng chỉ hành nghề, hoặc là trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề tại vị trí công việc thì phải có chứng chỉ hành nghề ha. Nếu mà không có chứng chỉ hành nghề, hoặc là đang bị tạm đình chỉ, hoặc là bị tước chứng chỉ hành nghề thì sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Đó, đúng không? Rất là rõ ràng. Vậy mà cô này cũng khẳng định là trên mạng rất là ghê ha. Cô có khả năng là kê to bốc thuốc cho người ta, kê to cô lấy tư cách pháp nhân gì, và những cái to đó cô nói là cô tự soạn ra. Vậy thì nó có chứng nhận lâm sàng chưa? Đã có trị hết cho ai chưa? Đúng không? Rồi đã có căn cứ cơ sở khoa học nào chưa? Rất rất là nhiều chuyện. Đây là ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của con người.
không phải đơn giản đâu, không phải chuyện chơi đâu. Một viên thuốc anh cho người ta uống thì dễ đó, nhưng mà lấy ra làm sao được đây, đúng không? Hoặc là có nhiều cái loại thuốc nam đi, nó cộng lại nó sẽ có tác dụng là hiệp lực, hay là nó phải bài trừ và nó kết tủa, nó rất rất là nhiều chuyện ở trong, chứ không phải đơn giản. Ngày xưa đó, mỗi lần mà mình ra cái chứng chỉ hành nghề và bán thuốc đó, thì người ta ở bên phía sở y tế rồi bên kiểm nghiệm, người ta sẽ lấy mẫu định kỳ và người ta kiểm tra rất là ngặt nghèo, chứ không phải là muốn bán làm sao bán, muốn làm gì làm cả nha. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người mà, đâu phải nói chuyện chơi được. Mà cổ này cũng ngồi trên mạng trong khi học chưa ra tới đâu á, chưa tới nơi tới chốn mà dám kê to bốc thuốc cho người ta. Trời ơi, cả nhà là coi là cái gì, cổ này có phải là coi thường cái tính mạng của người ta không? Vậy mà lên trên mạng quang quang cái miệng, nào là tài giỏi, học luật, học y dược, học tá lả tùm lum hết trơn, cuối cùng học tùm lum hết trơn mà không biết cái gì, đúng không? Cái điều cơ bản nhất ở trong cái chứng chỉ hành nghề mà cũng không biết nữa, vậy thì này, nói cái gì giờ, nói ai nghe, đúng không cả nhà? Đó, rồi chúng ta nghe tiếp ở phần sau cũng khá là hấp dẫn đây. Này, những phương có nghĩa là gì? Là những cái kê đơn theo cái bệnh trạng của người hiện tại. Ví dụ như người bệnh này bị thêm cái bệnh nền gì, và cái thang thuốc đó là thang thuốc nghiện phương, chứ không phải là thang thuốc cổ phương. Cho nên những cái gì mà công bố rộng rãi trên tác cộng đồng LinkedIn hay là trên Zalo 0976 863 368 và 0931 208 8805 chỉ là những thang thuốc cổ phương. Đó. Còn những cái thang thuốc cổ phương, nghiệm phương thì để lại kê to riêng cho đó. Bệnh nhân, tặng quý vị, bệnh nhân, khán giả xem. Thấy chưa? Rõ ràng ha, cổ tự bịa ra. Cái này là cổ nghiệm ra mà, cổ tự bịa ra để cổ kê đơn cho người ta. Đấy là vi phạm pháp luật nghiêm trọng rồi, Đinh Lan. Đây là chỗ này vi phạm pháp luật ha, về pháp lệnh hành nghề y dược. Đọc lại đi. À, nói là học luật mà, học xem lại luật đó đi. Những cái bài thuốc nghiệm phương ha, tùy theo bệnh trạng của mỗi người để Đinh Lan ra một cái toa. Đó, thì mới thi xong. Nhưng mà đi thi tự trọng lắm nha, không hề là tài liệu. Tại vì kiến thức là mình học là cho mình. Chứ không lẽ học là đi thi là được lật tài liệu sao? Có quy định nào đi thi được là được lật tài liệu không? À, chỉ có những con người mà không có lòng tự trọng á, mới làm những chuyện đó. Mà đôi khi á, hội đồng thi gắt á, là người ta đánh dấu bài là rớt luôn á. À, cái điều cơ bản nhất như vậy luôn mà cũng không biết nữa thì thôi bó tay rồi. Đi học mà đòi lực bùa, đi học mà đòi là xem tài liệu. Vậy đi học làm gì, thi làm gì? Vậy là coi như ai đứa nào mà biết đọc biết viết là nó học là tới thạc sĩ luôn được rồi. Thạc sĩ theo cái kiểu của Đinh Lan á cả nhà, đúng không? Rồi tiếp tục nè. Tự trọng lắm, tự nhiên mình thấy mình là tài liệu, thấy nó nhục nhục làm sao, cho nên không hề là tài liệu. Có suy nghĩ đó. Chứ không bao giờ có chuyện mà lật tài liệu. Có suy nghĩ đó. Trở về chủ đề là các YouTuber nặng tội hơn bà Nguyễn Phương Hằng là ai? Vậy chưa? Đứng đầu sổ là Võ Minh Điền. Tại vì Võ Minh Điền đã tổ chức, bà Nguyễn Phương Hằng đã chỉ có chửi bới xúc phạm qua mạng thôi. Còn các cái kênh YouTube mà đi theo để mà hùa theo bà Nguyễn Phương Hằng để chửi bới, thậm chí tấn công nhà nhiều người như nhà Đinh Thị Lan 11 lần do Võ Minh Điền cầm đầu. Nhưng mà quan trọng là có bằng chứng chưa? Nếu mà có bằng chứng á, thì gửi đến cơ quan chức năng, đúng không? Đằng này cô không có biết là có gửi cho cơ quan chức năng chưa, mà ngày đêm cô lên cô nói là người ta tấn công nhà cô thế này thế kia, trong khi giờ không có bằng chứng gì hết, đúng không? Rõ ràng đang vu khống. Vu khống. Nguyễn Việt Anh kinh chuyện đời thường, lang thang đường phố đó, rồi nhà của Thám Tử Cao ở Hậu Giang, rồi Võ Minh Điền và Từ Tuấn Hiệp của kênh Lạc Phong á, thì tấn công nhà chị Duy Mai ở Kiên Giang, rồi Võ Minh Điền cùng Hùng Râu, rồi Trần Văn Ngoan kênh Điền Bộ Vlog tấn công nhà của rất là nhiều người, tấn công nhà của Lê Minh ở Tây Ninh, rồi cô Đậu Thị Ngọc Diệp ở Đồng Nai, luật sư Thanh Trần thì Võ Minh Điền chung với Trúc Ngân Vlog, rồi Chai Đồng Bằng gì đó tấn công nhà luật sư Thanh Trần ở quận 12. Còn Võ Minh Điền tấn công đánh chỉ đạo Hoàng Kim, đánh mẹ con Hoàng Kim Dung trước cửa. Ghê chưa, kiểu chỉ đạo đánh luôn nghe. Nói chung là con này rất là ghê gớm ha. Nhà báo Hằng Ni ở Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cho nên là những YouTuber mà nặng tội hơn bà Nguyễn Phương Hằng chính là Võ Minh Điền cùng những cái kênh mà Đinh Lan mới chỉ được kê ha. À, vậy là mấy người đó là nặng tội hơn bà Phương Hằng hết, mà họ giờ họ vẫn còn lên mạng. Họ vẫn còn kêu bằng chửi sắp mặt Đinh Lan kìa, chuẩn bị người ta làm vi bằng, người ta kiện luôn kìa. Rồi sao, đúng không? Nói cũng phải có căn cứ pháp lý chứ, tự nhiên cái cô thấy người ta có tội là cô cho người ta có tội là tội à. Chẳng hạn như cái việc mà cô thưa kiện bà Hằng đó, thì cứ bây giờ cơ quan chức năng người ta xác định là bị hại á, nhưng mà quan trọng á, cô có dám đối chất với bà Hằng ở trước tòa hay không nè, cái quan trọng chỗ đó đó, đúng không? Đâu phải là cứ cô làm đơn rồi cô thấy bây giờ người ta xác định là bị hại cái là mặc định là bà Hằng có tội hay là tội rất nặng đâu. Còn những cái kênh YouTube như anh Điền hay Lạc Phong rồi này kia đó, thì bây giờ cô nếu mà cô nói vậy thì cô làm đơn thưa đi, đúng không? Làm đơn thưa hay gì đó chứ, làm tự nhiên cái cô thấy người ta ghét người ta có nói là người ta tội nặng, nó vô duyên không, không có một cái căn cứ pháp lý nào ở trên, nói như đúng rồi á. Chúng ta thấy từ đầu tới cuối cái cô này nhảy bổ vào câu chuyện của bà Hằng, rồi xuyên tạc dựng chuyện đủ thứ hết trơn, rồi từ đó khi mà biết tên biết tuổi Đinh Lan là
tới bây giờ mình theo dõi là chưa có bao giờ cái thông tin nào mà cô này đưa chính xác. Ngay cả cái chuyện mà cô bốc thuốc kê đơn này là cô đi hại người ta rồi còn gì nữa, đúng không? Không, làm sao cô biết cái tác dụng đó? Thí dụ như hai ba cái loại thuốc nó kết hợp với nhau nó ra cái tác dụng gì, có cái sự hiệp đồng hay là cái sự bài trừ với nhau nữa, rất là nguy hiểm, không có đơn giản đâu. Vậy mà cô còn không có xem trọng tính mạng người ta, coi người ta như là cỏ rác gì đó. Rồi kết hợp thuốc này kia kia nọ, uống vô có vấn đề cái là no luôn, chứ không có đơn giản đâu ha. Đó thì nói chung là chiều nay thì cô đã tính so cái mức độ nghiêm trọng hay nặng nề hơn của một số YouTuber đối với bà Hằng, mình thấy cũng tầm bậy luôn, tào lao luôn. Nhưng mà cái quan trọng á, là thấy cô này đã vi phạm pháp luật về một cái mặt khác, về hành nghề y dược ha. Đây là cơ quan chức năng cũng nên xem xét những cái hành vi của cô này nha, chứ không thôi là sẽ rất là nguy hiểm cho xã hội đó. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.